Ok, các bạn quay trở lại trong clip mới, và trong clip này mình sẽ review với bạn đó là món DX Fire Ride Watch từ đến từ series Kamado Zio. Rồi thì khi chúng ta nhìn vào cái thiết kế thì chắc là bạn thấy là mình đã sơn lại cái Fire Ride Watch lại thành một cái phiên bản khác, nhưng về căn bản nó vẫn là watch của Fire thôi, thì bên trong lõi mình cũng chưa thay đổi bất cứ mạch nào cả. Thì để nhân cái dịp kỷ niệm khi mà mình đã đi roi nhân vật Hunter of Finality, quái phù của mình, cho nên mình đã móp lại cái watch này thành nghĩ lại nó cũng hợp lý đúng không, bởi vì đây là watch của Kamado Fire mà nhân vật Kiana Hunter Finality nó lại xuất hiện ra mắt vào năm 2023, và cách đó không lâu thì vào mùng 26 tháng 1 nó lại đang kỷ niệm 20 năm của Fire, nó mở bán cái system Fire Gear và Fire Driver V2 cùng với Fire Excel. Đây này đã trùng hợp đúng không? Thì về cái thiết kế của Wildrot thì nó mình cũng chả biết phải bàn luận sao, nó đơn giản đúng cái đồng hồ. Và chúng ta thể xoay mặt biểu tượng của Kiana thì vẫn gia tộc Castle vẫn ở đây. Năm về tông màu mình chọn nó là màu tím cùng với màu trắng, trắng dựa trên tóc của Kiana cùng một số chi tiết trên trang phục của nhân vật. Cùng nó màu tím thì đa phần là nó sẽ bao phủ. Mặc dù tông màu nền chính của phần trang phục thì nó là váy màu trắng cùng với một ít chi tiết của bông hoa như màu tím và màu đen. Thì cá nhân mình nghĩ nếu như phối màu đen vào đây thì nó cũng không ổn lắm, mặc dù mình đây cũng chưa phải là cái bản phối màu mà mình thực sự nghĩ nhất, nó cũng chưa phải đẹp như cách mình muốn. Còn phần nút này tại sao màu xanh, bởi vì một ít chi tiết trên trang phục váy của Kiana đó là có màu xanh liền là thế thôi, và mắt của Kiana từ trước ra nó chuyển thành màu tím rồi. Rồi thì đây là biểu tượng mặt của Kiana. Nghĩ tới cũng khá trùng hợp đúng không, bởi vì DX Desire Driver thì nó cũng có cái code mã của Fire mình cũng khá hay dùng. Mình cũng vô tình mua được thêm cả cái đồng metal của Fire Fire Blaster gì đấy. Rồi mua watch thì cũng vô tình mua watch của Fire luôn, bởi vì mình thích Fire thôi, đơn giản đấy. Và để kích hoạt sao thì mình sẽ chỉ làm demo ở bên Rider Watch, bởi vì thời gian mình đang không nhiều. Ít mình đó thời gian ngoài đời vì mình đang phải chạy gấp rút nên mình sẽ phải quay thật nhanh. Rồi thì nhấn giữ gạt này hai lần, right hand. Âm thanh nó cũng khá đơn giản thôi, và bởi vì cái ammo time nó cũng vậy, nhưng mà nó phát ra đằng sau, mình đang không có tiện gian để chờ nên mình sẽ dùng right hand. Chưa có sao. 1 2. Exit charge, đơn giản là thế. Và mình nghĩ video của mình nó sẽ khá là ngắn, cho nên mình sẽ tổng hợp và mình cũng mod thêm một cái watch tự trên để nhân vật Void Ripter. Đây là hình thái của Kiana khi chưa thực sự kiểm soát được sức mạnh của Hunter of the Void. Về bề ngoài thì mình đang làm nó, mặc dù màu của nó thì nó không được sự ưng ý mình lắm, mặc dù phần đen flashback nhám khá là vừa mắt đối với mình, nhưng mà mình vẫn chưa thấy hồi hợp lắm về phần màu cam cũng như một phần hai chi tiết này, và phần màu vàng đấy là phần màu xanh này, mặc dù nó sơn sáng rồi nhưng mà mình vẫn chưa ghi lắm, mình đã phải kẻ thêm một số chi tiết màu đen nữa vào để cho nó có thêm. Nhưng mà bạn thấy về phần này thì mình đã bẻ đi để cho nó, để nó hiển thị nó không bị che đi phần mặt của biểu tượng của hình ảnh của Kiana, chứ nếu mình để yên vậy thì nó sẽ đè lên phần mặt và nó rất là nó không nhìn được luôn đấy, nó thẳng ra vậy. Ok, watch for DK. LED này khá sáng, khá sáng hẳn luôn. Vì cái phần vạch này nó của mình bị lỗi. Mà mình chưa đem đi sửa nên là mình sẽ không để demo chức năng cho bạn xem được Watch DK nó sẽ hoạt động như nào. Nhưng cá nhân mình có thể làm được một vài cơ bản với nó. Time.
Ok, thì cái âm thanh sound nó cơ bản nó chỉ thế. Còn về trượt watt thì đơn giản thôi. Và cá nhân mình cũng đã 2021 và 2018, có thể nói là mình đã móp 3 watt thành 3 form Hertzscher của nhân vật kia nè. Từ The Void, chúng ta có Flameson và Final Duty. Mình cũng khá là... Và ý tưởng của mình đó chính là dựa trên 3 watt của 3 dạng Hertzscher thì chúng ta sẽ thông qua cái watt của Void Ripter để chúng ta có thể kết nối được với... Thì ý tưởng mình nói vậy. Đấy, thì ý tưởng mình đó là chúng ta sẽ sử dụng thông qua Void Ripter để chúng ta dùng được các watch này. Nhưng rất tiếc thì nó đang không hoạt động. Như bạn thấy nó không đọc được luôn. Đấy. Mình nghĩ chỉ tác dụng trưng bày chính thôi. Thì video mình cũng sẽ làm ngắn vậy thôi. Nay gọi mình làm khá là ngắn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.